Quỳnh ơi, Quỳnh ra giúp quần áo bà mẹ đi. Tao lấy cái túi bóng ra bóc cái chỗ hoa núc nác ở đầu trên chỗ cái đống khô khô ấy, cho vào túi bóng thôi. Cất gọn vào cho mẹ. Cái đống ít kia bốc dịch vào. Hai một chuyến không hết thì hai chuyến, rơi hết quần áo đấy giờ nhanh nhỏ lên.